Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Sao Hoa ngữ. Trong bản tin ngày hôm nay, xin cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử diễn viên Kha Chấn Đông. Kha Chấn Đông sinh vào ngày 18 tháng 6 năm 1991 tại thành phố Bành Hồ, nước Đài Loan. Anh sống và làm việc chủ yếu tại thành phố Đài Bắc, nước Đài Loan. Anh sinh thuộc cung Song Tử. Kha Chấn Đông, nam thần thanh xuân chiếm trọn trái tim nhiều fan nữ khi vào vai Kha Cảnh Đằng trong bộ phim ăn khách Cô gái năm ấy Chúng ta cùng theo đuổi. Với thành công của bộ phim, Kha Chấn Đông một bước thành sao, được xếp vào hàng ngũ nam thần thế hệ mới của Cbiz. Hình ảnh chàng trai thanh xuân mang trong lòng tình yêu với người bạn học nhưng không đủ dũng khí nói ra đã trở thành huyền thoại trong lòng người yêu phim Hoa ngữ. Sở hữu ngoại hình điển trai, chiều cao lý tưởng cùng với khả năng diễn xuất tốt, Kha Chấn Đông đã nhanh chóng nổi tiếng với vô số hợp đồng quảng cáo và đóng phim. Ngoài ra, Kha Chấn Đông còn làm tan chảy trái tim bao thiếu nữ nhờ khả năng ca hát của mình. Những bản nhạc phim do Kha Chấn Đông thể hiện đã nhận được những phản hồi tích cực của khán giả bước chân vào làng giải trí. Kha Chấn Đông đã xây dựng hình ảnh chàng trai năng động, ma mãnh và một chút bad boy. Kha Chấn Đông từng giành giải nam diễn viên mới xuất sắc nhất trong lễ trao giải Kim Mã lần thứ 48, giải thưởng truyền hình của truyền thông Trung Quốc cho vai chính đầu tay trong bộ phim Cô gái năm ấy Chúng ta cùng theo đuổi. Sau Cô gái năm ấy Chúng ta cùng theo đuổi, Kha Chấn Đông tiếp tục gây bão khi tham gia bộ phim Tiểu Thời Đại. Bộ phim này đã giúp tên tuổi của Kha Chấn Đông nổi như cồn, lan rộng ra nhiều nước của châu Á. Sau đó, Kha Chấn Đông lại được chọn mặt cười vàng trong bộ phim Bên Nhau. Năm 2014, Kha Chấn Đông cùng với Lâm Y Thần tham gia bộ phim điện ảnh Khoảnh khắc này yêu đi. Trong lúc sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, Kha Chấn Đông lại tự tay hủy hoại sự nghiệp và tiền đồ của mình bằng scandal tàng trữ, sử dụng ma túy cùng với phòng tổ danh con trai của Thành Long. Ngày 17 tháng 8 năm 2014 là ngày không thể quên trong sự nghiệp của Kha Chấn Đông khi anh bị bắt vì tàng trữ và sử dụng ma túy. Scandal đã khiến Kha Chấn Đông bị truyền thông cấm cửa, 19 nhãn hàng hợp đồng đồng loạt hủy hợp đồng quảng cáo. Kha Chấn Đông đã chịu mức án điều trị cai nghiện tại Bệnh viện Đài Loan dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ và án treo 2 năm. Nam diễn viên còn phải bồi thường rất nhiều tiền vì bị hủy hết các hợp đồng. Scandal đã khiến cho sự nghiệp của Kha Chấn Đông đóng băng không lối thoát. Anh mắc chứng trầm cảm trong một thời gian dài. Sau khi được gỡ lệnh cấm, Kha Chấn Đông đã nhận lời mời vai nam chính Vũ Anh trong bộ phim Đề tài kháng Nhật. Đây là khởi đầu mới cho sự nghiệp của anh sau này. Kha Chấn Đông từng có tin đồn tình cảm với ngôi sao Lý Dục Phân. Trước đó, Kha Chấn Đông từng có 2 năm hẹn hò với đàn chị hơn 12 tuổi là Tiêu Á Hiền. Kha Chấn Đông trở lại màn ảnh sau scandal sử dụng ma túy, phim mới có tẩy được vết nhơ này. Vật vã để trở lại giang giải trí sau scandal chấn động ngày nào, Kha Chấn Đông sẽ chính thức comeback với bộ phim mới mang tên Kê Thần. Là nam thần nổi bật nhất trong lứa tiểu sinh sau 90, Kha Chấn Đông được không ít người kỳ vọng sẽ làm nên chuyện sau thành công của bộ phim điện ảnh Cô gái năm ấy Chúng ta cùng theo đuổi. Bởi lẽ anh chàng này không chỉ có ngoại hình mà khả năng diễn xuất cực tốt. Thế nhưng Kha Chấn Đông lại buông thả bản thân, sử dụng cần sa, mua dâm, tự tay hủy hoại tương lai của mình. Sau tin tức sử dụng ma túy chấn động làng giải trí hồi tháng 8 năm 2014, toàn bộ hợp đồng của anh đều bị hủy bỏ. Kha Chấn Đông chật vật tìm lại vị trí trong showbiz nhưng vẫn không thể quay lại hào quang như xưa. Mới đây, Kha Chấn Đông đã có mặt tại một buổi họp báo ra mắt bộ phim Kê Thần của Đài Loan. Nam diễn viên cũng đã xác nhận sẽ tham gia diễn xuất trong bộ phim này. Chia sẻ về vai diễn trở lại, Kha Chấn Đông cho hay: nhân vật mà mình đóng là người phải chuộc lỗi sau khi trải qua nhiều sóng gió, rất giống với bản thân anh ấy. Hiện tại từ khóa Kha Chấn Đông đã quay trở lại, đang nằm trên top tìm kiếm nóng của Weibo. Nhiều cộng đồng mạng tỏ ra vô cùng bức xúc với thông tin này khi mà một kẻ sử dụng ma túy lại có thể quay trở lại giới giải trí. Nitren đã cho rằng nghệ sĩ là thần tượng, là tấm gương của không ít giới trẻ. Việc Kha Chấn Đông trở lại chẳng phải là đang bảo giới trẻ hãy học theo Kha Chấn Đông sử dụng ma túy hay sao? Kha Chấn Đông bị chỉ trích khi quay lại đóng phim. Sao nam Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi đã chính thức quay trở lại màn ảnh sau loạt scandal chấn động Cbiz. Trong buổi họp báo giới thiệu về bộ phim Kê Thần, Kha Chấn Đông xuất hiện và xác nhận tham gia diễn xuất trong bộ phim này. Sau khi tin tức được đưa ra, từ khóa Kha Chấn Đông quay trở lại nhanh chóng nắm vị trí top đầu tìm kiếm mạng Weibo. Tài tử Đài Loan chia sẻ vai diễn lần này là nhân vật phải chuộc tội sau khi trải qua nhiều thăng trầm. Thông tin Kha Chấn Đông đã góp mặt trong tác phẩm mới đã gây cãi trong cộng đồng mạng Trung Quốc. Đa số khán giả đều tỏ vẻ không hài lòng với sự trở lại của tài tử. Họ còn để lại nhiều bình luận tiêu cực như: giới giải trí không còn giới hạn nữa à? Cút đi, đừng mơ hoạt động ở đại lục. Kha Chấn Đông sinh năm 1991 là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng của Đài Loan. Năm 2011, anh vào vai Kha Cảnh Đằng trong bộ phim điện ảnh đầu tay Cô gái năm ấy Chúng ta cùng theo đuổi. Vai diễn này đã giúp cho Kha Chấn Đông nổi danh rộng rãi và trở thành nam thần châu Á trong lòng mọi cô gái. Thành công của bộ phim cũng đã mở đầu cho làn sóng sản xuất phim thanh xuân vườn trường sau này. Với ngoại hình lãng tử, đỉa trai, khả năng diễn xuất tốt, Kha Chấn Đông một bước thành sao hạng A, được xếp vào hàng nam thần thế hệ mới của Cbiz. Năm 2013, nam tài tử tiếp tục gây sốt khi tham gia bộ phim Tiểu Thời Đại. Sức hút của bộ phim lan rộng từ Hồng Kông, Trung Quốc đến khắp châu Á. Ngoài diễn xuất, Kha Chấn Đông còn sở hữu giọng hát truyền cảm. Những bài hát, nhạc phim do anh thể hiện đều được khán giả nhiệt tình đón nhận. Là ngôi sao sáng giá, nhưng Kha Chấn Đông vướng phải nhiều scandal quậy phá, đào hoa và lộ ảnh nhạy cảm. Tháng 8 năm 2017, sự nghiệp của tài tử sụp đổ khi anh bị bắt vì sử dụng tàn trữ chất cấm cùng với Phùng Tổ Rành, con trai của Thành Long. Tháng 10 năm 2019, truyền thông Hồng Kông tiếp tục đưa tin Kha Chấn Đông có hành vi mua dâm và bị cảnh sát bắt giữ. Tuy công ty quản lý của nam diễn viên đã lên tiếng phủ nhận, nhưng tin đồn vẫn không được dập tắt. Đến nay, dù đã nhiều lần công khai xin lỗi, bày tỏ đã hối hận và muốn quay trở lại diễn xuất, nhưng Kha Chấn Đông vẫn không được khán giả tha thứ. Phản ứng của công chúng khi nam diễn viên tham gia bộ phim Kê Thần đã phần nào chứng minh ác cảm này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.